Chào các bạn nhé. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn một cây thuốc vị thuốc. Cây thuốc này sẽ cho ra khá là nhiều vị thuốc với những tác dụng tuyệt vời. Nhưng ít người chia sẻ, ít người biết đến cái tác dụng của nó. Ít người biết đến những vị thuốc từ cây này. Nhưng nó lại rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người thôi. Nó chính là những cái cây tre, cây vầu mà được trồng ở quanh nhà mọi người. Rất là dễ tìm kiếm những cái cây này. Và những vị thuốc đấy được lấy như thế nào? Cây này sẽ cho ra những vị thuốc là trúc nhự này, trúc diệp này, trúc lịch này. Những vị thuốc đấy có những cái tác dụng cực kỳ hay luôn. Và Hải cũng đã đem sẵn về một đoạn đây rồi. Trước mắt các bạn đây, chính là những cái cây vầu. Cây này thì mọc hoang trên rừng hoặc là được đem về trồng. Những các vị thuốc này ấy, thì mình có thể lấy được từ cây vầu này, cây hoặc là những cây tre, những cây cùng họ tre trúc, mình đều có thể lấy về để mà tạo ra những vị thuốc đấy. Đây các bạn, vị trúc nhự được chế bằng cách như sau. Mình sẽ cạo bỏ đi lớp ngoài cùng này để mà lấy cái lớp thứ hai của nó. Mình lấy từ thân của những cây tre, cây vầu và những cây khác cùng họ nó. Có thể là cây nứa chẳng hạn. Đây, sau khi cạo lớp đầu tiên đi, mình sẽ lấy lớp thứ hai các bạn nhé. Đây. Lớp thứ hai này mình lấy đem về phơi hoặc là sấy khô. Đây này. Đây, cạo ra nhá. Đây chính là lớp thứ hai của nó. Đây, quay gần. Có rất là nhiều các cái bài thuốc đến từ cây tre, cây vầu này mà các bạn cứ bình tĩnh. Rồi Hải sẽ nói rõ ràng hơn nhé. Trước tiên Hải sẽ đọc trong tài liệu rồi sau đấy Hải sẽ nói mà cách ở đây mọi người sử dụng nó như thế nào nhé. Đây. Thì cái trong tài liệu có ghi trúc nhự là vị thuốc được dùng trong nhân dân từ lâu đời. Nó được ghi trong bộ Thần Nông Bản Thảo, bộ sách cổ nhất của Trung Quốc và bộ Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh Việt Nam. Theo tính chất của trúc nhự ghi trong các sách cổ thì trúc nhự có vị ngọt, tính hơi lạnh vào ba kinh, phế, vị và can, có tác dụng là thanh nhiệt lương huyết, trừ phiền hết nôn, an thai, dùng chữa vị nhiệt sinh nôn mửa, thượng tiêu, phiền nhiệt, động thai. Thường dùng chữa sốt, buồn bực, nôn mửa, nôn ra máu, chảy máu cam, băng huyết, thanh nhiệt, mát huyết. Khi dùng thường tẩm nước gừng sao lên rồi mới dùng. Đấy. Ngày thì dùng 10 đến 20 gram, dùng riêng hoặc là phối hợp với các vị thuốc khác để mà dùng. Ngoài vị trúc nhự của cây tre, cây vầu, còn cho ta vị trúc diệp tức là lá tre hay là lá vầu non. Còn cuộn tròn khi người ta, có khi người ta gọi là trúc diệp quyển tâm, tức là búp tre. Đây, Hải sẽ lấy cái búp tre cho các bạn xem. Đây, tức là họ lấy cái này đây. Đấy, họ lấy cái búp tre này, từ bắt nét nhé. Đấy, lấy cái búp tre này làm thuốc. Đấy là một vị thuốc nữa. Từ cây tre, cây vầu. Dùng tươi hay khô đều được. Nhưng tươi thì tốt hơn. Dùng như trúc nhự. Có khi còn dùng nấu nước sông để giải cảm, giảm sốt. Theo tài liệu cổ, trúc diệp vị cay, nhạt, ngọt, tính hàn. Vào hai kinh tâm, phế, tâm và phế. Có tác dụng là thanh thượng tiêu, phiền nhiệt, tiêu đờm, chữa ho, dùng chữa sốt, khát nước, ho, suyễn, thổ huyết, trẻ con kinh phong. Trúc lịch là lấy cây tre tươi về nướng lên, vắt lấy nước, thường chọn những đoạn tre non cho nhiều nước hơn. Mình lấy cây tre non về vị trúc lịch, tức là cây tre non, còn non, đem về nướng để vắt lấy nước dùng. Thì trúc lịch có tính chất ngọt, rất lạnh, không có độc. Tác dụng là chữa sốt, trừ đờm,
Trúc lịch cũng được ghi trong Nam Dược Thần Hiệu và Thần Nông Bản Thảo. Trúc lịch được dùng để chữa bệnh cảm gió không nói được. Trúc lịch và nước gừng hai vị bằng nhau cho uống. Trẻ con sốt mê man không nói được, một bát trúc lịch hâm nóng cho uống dần dần, còn trộn với sữa mẹ để nhỏ vào mắt cho trẻ con đau đỏ. Theo tài liệu cổ, trúc lịch có vị ngọt, tính đại hàn vào ba kinh là tâm, vị và đại tràng. Có tác dụng hoạt đờm, thanh hỏa, thuận táo, chỉ khát, dùng chữa trúng phang cấm khẩu, đờm mê đại nhiệt, điên cuồng kinh phong. Rất là nhiều tác dụng hay từ vị trúc lịch này. Sau đây là đơn thuốc có trúc nhự, trúc diệp dùng trong nhân dân. Một là trúc diệp thạch cao thang, chữa triệu chứng sốt cấp tính, miệng khô khát. Trúc diệp 3g, thạch cao 12g, bán hạ 4g, nhân sâm 2g, cam thảo 1,5g, ngạnh mễ 7g, mạch môn đông 8g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Hai là chữa kinh nguyệt ra mãi không ngừng. Thì dùng trúc nhự sao qua tán nhỏ, mỗi lần dùng 12g, dùng nước nóng chiêu thuốc. Ba là chữa cảm phù, lá tre 30-50g sắc uống, còn dùng rửa vết thương, trị viêm nhiễm. Đấy là những gì mà tài liệu nói về cái vị thuốc đến từ cây tre, cây vầu này. Theo như tài liệu nói thì có rất là nhiều tác dụng tốt. Như các bạn đã thấy đấy, chứa được cực kỳ nhiều tác dụng luôn, nhiều bệnh luôn, mà các bạn lại thường không để ý đến. Đấy là những gì mà tài liệu nói về cây tre, cây vầu này, cho ta những vị thuốc trúc nhự, trúc lịch, rồi trúc diệp. Còn ở đây thì mọi người cũng sử dụng cây tre, cây vầu này như sau. Ở đây thì mỗi khi đi rừng mà bị đứt chân đứt tay ấy, thì mọi người không có thuốc để cầm theo đâu. Mọi người thường lấy những cái vị trúc nhự từ thân những cây tre, cây vầu này để cầm máu các bạn nhé. Cây tre, cây vầu hoặc là cây nứa đều được, để cầm máu, cạo lấy lớp thứ hai này để đắp vào các cái vết đứt rồi băng lại, nó sẽ có tác dụng cầm máu các bạn nhé. Rất là khớp với những gì trong tài liệu nói về tác dụng cầm máu của nó. Nhưng mà cách làm thì ở đây mọi người lại dùng để chữa cầm máu trong trường hợp đứt tay. Còn nữa, trong tài liệu nói về việc lấy lá sông để chữa cảm sốt, sông cho ra mồ hôi, thì ở đây mọi người cũng lấy cái lá để sông. Và thường thì Hải thấy mọi người lấy cái lá chê gai, dùng lá chê gai để sông, nấu nước sông, phối hợp với khá là nhiều vị khác như là kinh giới, tía tô chẳng hạn, để mà nấu nước sông. Đấy là những gì mà mọi người đây sử dụng các cái vị thuốc đến từ cây tre, cây vầu này. Ở chỗ các bạn thì ngoài những gì trong tài liệu nói và những gì mà Hải nói ra, thì các bạn còn biết thêm điều gì về cây tre, cây vầu này, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới để mọi người có thể dễ dàng hình dung, dễ dàng sử dụng các cái vị thuốc đến từ cây tre, cây vầu rất là dễ tìm kiếm này nhá. Cảm ơn các bạn.